người nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người ngóc xúc và rắc lưới cho làm sao cho nó hiệu quả nha mọi người. Khi mà anh em nắm mồi vào cái lò xo lăng xê xong rồi, mình câu thì mình chỉ có câu lăng xê loại này thôi nha mọi người. Đấy, lăng xê này. Câu 4 lưới, 6 lưới tùy anh em. Sau khi lưới xong mình sẽ ngóc xúc vào lưới như thế này nha anh em. Rồi sẽ đục một cái lỗ nhỏ cho cái lưới câu vào và hướng cái lưới ra ngoài nha anh em. Đấy, rồi lại vun mồi vào. Chúng ta sẽ làm thứ tự cho 6 lưới, 6 hướng khác nhau. Đấy, cái cách làm này thì dính cá nó sẽ nhanh hơn là chúng ta gắm lưới vào sâu bên trong anh em. Anh em nhớ lưới nào cũng xốp nha anh em. Nếu mà xốp nhỏ quá thì cho 2 viên. Ví dụ bây giờ đây mình sử dụng lưới xốp nhỏ quá thì mình sẽ cho 2 viên nha anh em. Đấy, như thế này. Đấy, tất cả các lưới đều phải vui lỗ sẵn rồi mình mới cho nó vào. Sau cùng chúng ta sẽ vo nó lại thêm một lần nữa và chúng ta sẽ nhắm ra thôi nha anh em. Đứng dậy. Cái vị trí này nó khó ném anh em vì vướng cây thì mình sẽ phải lội ra để mình ném. Đấy, ném xong thì chúng ta mở máy ra nhé để cá có thể lôi được cước ra nha anh em. Đây ví dụ như mình là con cá này, để lôi cước ra nha anh em. Sau đó mình sẽ gài cái chuông báo cá điện tử vào nha anh em. Đây là cái chuông báo cá điện tử, mình sẽ gài vào để đấy, cái gài như thế nha, gài thẳng lên cần luôn. Đấy, anh em thấy chưa, nó kêu. Mình sẽ gài nó như thế này. Đấy, con cá nó ăn nó sẽ lôi và kêu. Đấy. Đây là cái cách, đây là cái dòng chuông Zolo nha anh em. Nó rất là bền, anh em ném xuống nước cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ chờ kết quả thôi. Ok, hóc lộ này cá lắm, tối đấy. Vừa nổi xong rồi. Mê. Khỏe lắm. Cái như mắc cà nở rơi, mắc cà ví. Mắc cà ví á, à. Dạ. Quà ba. Chúa được thích lưỡi điện tử bảy cái hô đi. Mấy đâu dịch lại không được cả cân là đi luôn nè. Hàng đấy rồi. Hàng này rồi mọi người ơi. Con này phải 6 cân đó. Mấy 6 cân đó. Rồi đây này. Wow, cả luôn. Vượt to đó, vượt xuống đây. Đừng ghé, quay được, quay. Nhỏ đi à? Dạ. Vượt năng xúc. Để xúc chăng. Ừ, đây. Wow, to lắm. Không khám nha anh em. Anh em bảo cá rồi, để cái chắc mắt đi. Quay thì có lấy to lắm nhá. Có lời 6 cân rưỡi. Wow, to lắm. Như con mẹ luôn. Ngư đã xúc được biết. Wow, to thật. Ngư nổi xong đi. Ngư còn tối đa hay. Ừ, trời ơi. Chuyên lên. Chào lắm. Đối tượng thật anh em ạ. Đó, siêu to luôn. À, lại môi của chúa làm đến tên tuổi. Cái lần vầy đến mình chạy thật đi. Đi như thế được rồi. Đúng rồi là luôn. Em có em cự. Đấy nha mọi người. Rồi. Con này phải kịp luôn anh em ạ. Con này phải 5 cân. Ôi. Thằng khủng đấy em mọi người ạ. Vẫn nó đánh bằng hả? Giữa cái chuông mình chưa nắm gì ạ? Mình tìm ơi, để em mò cho. Đây các bạn, mình đánh bằng lăng xê bình thường nha mọi người. Không cần sử dụng đèn chi néo. Ok mọi người nha.